Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng Ban chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực tại cuộc họp lần thứ 12 của Thường trực Ban chỉ đạo và phiên họp lần thứ 5 của Ban chỉ đạo, chiều nay, Ban Nội chính Thành ủy, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên Môi trường về một số nội dung có liên quan. Buổi làm việc xoay quanh các nội dung liên quan đến các vụ án vụ việc thi hành án như việc thu hồi 237 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án ga đường sắt theo bản án số 32 ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng, việc thu hồi toàn bộ thửa đất đã cho doanh nghiệp tư nhân dệt Đa Phước thuê theo bản án số 49 ngày 19 tháng 6 năm 2023 của Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Việc xử lý liên quan kết quả thanh tra các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại các quận huyện. Cùng với đó, Ban Nội chính cũng làm việc với Sở Tài nguyên Môi trường về các kết luận thanh tra kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, tình trạng tập trung đông người liên quan đến các dự án bất động sản trong thời gian gần đây, công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư, nội dung liên quan đến các bài báo phản ánh cán bộ sở sai ở Đà Nẵng khi giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.